Chào các bạn, thì hôm nay mình đến với cái bài 3 của chương trình thực hành hóa lý dược của Đại học Lạc Hồng. Đó là phản ứng bậc nhất thủy phân ethyl acetate. Và chúng ta bắt đầu qua phần thực hành sau khi các bạn đã xem qua slide bài giảng phần lý thuyết thực hành. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị. Thì những cái bước chuẩn bị gồm có chuẩn bị bình A, đó là chứa 50 ml HCl 0,2N chính xác, và dụng cụ dùng để lấy 50 ml chính xác này đó là bình định mức 50. Thì chúng ta muốn lấy chính xác 50 ml HCl 0,2 thì đầu tiên chúng ta tráng rửa bằng chính dung dịch chúng ta cần lấy ha. Tráng rửa bình định mức, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng bếp xe để lấy lượng HCl từ chai thủy tinh lớn ra để chúng ta đông vô bình định mức cho nó dễ dàng. Thì lưu ý sau khi mà lấy chính xác 50 ml HCl 0,2N đúng cái vạch 50 ml thì chúng ta sẽ tiến hành cho qua cái bình A. Và cái bình A mình chuẩn bị đó là cái bình nó 250 ml ha. Các bạn lưu ý là cái bình này để mình chứa HCl 0,2N thì các bạn không có tráng cái bình A bằng cái dung dịch HCl 0,2N, các bạn hay bị nhầm chỗ này ha. Mình chỉ tráng bằng nước cất, sau đó để ráo tốt nhất là các bạn úp ngược cái bình lại ha, và sau đó chúng ta sẽ cho toàn bộ 50 ml HCl trong cái bình định mức qua bình A. Thì lưu ý chúng ta cho hết, rồi chúng ta xoay cái cổ của cái bình định mức ở cái cổ vào cái cổ của bình nón để chúng ta thu cho hết. Rồi sau khi mà cho xong thì chúng ta sẽ dùng cái sinh khàn khí để đậy cái bình nón A lại. Rồi đậy cái bình nón A lại để nó ổn định nhiệt độ. Thì đây chúng ta đã chuẩn bị được cái bước đầu tiên là chuẩn bị bình A. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành chuẩn bị các bước còn lại. Đó là chuẩn bị bình B. Vậy thì trong bình B của mình thì có 30 ml nước cất cộng với các giọt, khoảng 3 giọt chỉ thị phenolphthalein. Chúng ta sẽ dùng ống đông để đông nước cất và cho vào cái bình nón B. Là bình nón 100 thì chúng ta chuẩn bị 4 bình nón B. Rồi cho chỉ thị phenolphthalein ha. Chúng ta cho khoảng 3 giọt. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngâm lạnh 4 cái bình nón mình chuẩn bị này, 4 cái bình nón B chuẩn bị này trong nước đá. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ lấy đá ra cái thau đỏ ở bộ môn. Rồi chúng ta sẽ ngâm cho cái bình nó lạnh. Thì tối thiểu các bạn phải ngâm cho được 5 phút trước khi làm, thì để đảm bảo là cái bình nó đã đủ lạnh. Còn nếu mình ngâm không có đủ thời gian thì cái bình nó chưa đủ lạnh, nó sẽ sai, ảnh hưởng đến cái kết quả. Rồi các bạn ngâm ha, ngâm lạnh cái bình. Rồi trong thời gian ngâm lạnh thì chúng ta chuẩn bị bước tiếp theo, đó là chuẩn bị burette để định lượng. Thì cái burette chúng ta sẽ dùng NaOH để tráng cái burette trước. Rồi chúng ta sau khi tráng nước cất xong thì mình tráng bằng cái dung dịch mình sẽ đựng ở trong burette, đó là dung dịch NaOH 0,05N. Lưu ý một cái, khi mà chúng ta chuẩn bị burette này thì có một cái điểm các bạn hay bị sai, đó là không có xả bọt khí. Khi mà cây burette nó xuất hiện bọt khí thì thường bọt khí nó sẽ xuất hiện ở dưới cái khóa cái phần dưới của cái khóa, thì chúng ta sẽ xả cho nó hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ chăm NaOH 0,05N đến vạch số 0 để chuẩn bị cho quá trình định lượng. Thì lưu ý là chúng ta sẽ cho sẵn NaOH ha, tại vì cái này mình sẽ định lượng nhiều lần nên các bạn có thể là cho NaOH ra cái xe 250 để sẵn. Không có cần thiết là mỗi lần định lượng chúng ta phải rót từ chai lớn ra, chúng ta có thể là cho ra cái xe 250 một lượng tương đối khoảng 100 ml để chúng ta để dành.
Rồi tiếp tục là chúng ta chuẩn bị tới bước chuẩn bị đồng hồ. Thì chúng ta bấm đồng hồ về không ha, bấm đồng hồ về không trước khi làm. Thì nếu mà thời gian giữ đá trong thau đủ lạnh thì chúng ta sẽ tiến hành qua cái bước xác định giá trị N0. Và tại cái bước này cô khẳng định lại ha là khó nhất trong cái bài của mình. Tại vì ha những cái ở trong cái giai đoạn này thì chúng ta phải làm lần lượt từng bước, thì cô sẽ tóm tắt lại để các bạn hình dung ha. Chúng ta sẽ cho etin acetat vô cái bình nón A, tại vì lúc này bình nón A của mình chỉ có HCl, nó chưa xảy ra phản ứng thủy phân, vậy thì chúng ta sẽ cho etin acetat vô. Thì chúng ta cho vô thì lúc này phản ứng nó sẽ bắt đầu xảy ra, và đây là cái thời điểm chúng ta tính giờ cho cái phản ứng. Thì chúng ta sẽ bấm cái đồng hồ, và tại cái thời điểm N0 có nghĩa là lúc mà mình xác định cái thời gian mà bắt đầu phản ứng xảy ra thì các bạn phải định lượng cái hỗn hợp trong cái bình A. Vậy thì sau khi cho etin acetat vô, các bạn bấm đồng hồ, sau đó các bạn sẽ dùng một cây pipette khác 20 lít, các bạn hút từ cái bình A, cái hỗn hợp trong bình A ra một cái bình B và chúng ta mang đi định lượng. Vậy thì tại cái bước này các bạn phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất là cây pipette hút etin acetat, thứ hai là bóp cao su, thứ ba là cây pipette để hút hỗn hợp trong bình A ra, và thứ năm đó là cái bình B để chuẩn bị cho cái việc các bạn hút ra và đi định lượng. Vậy thì cô nhắc lại, trước khi làm cái bước này thì bốn cái bước chuẩn bị bình A, bình B, burette, đồng hồ các bạn phải chuẩn bị xong xuôi rồi thì mới tiến hành qua cái định lượng tại giá trị N0 ha. Rồi chúng ta sẽ hút etin acetat. Thì etin acetat đựng trong cái chai chai nhỏ này thì chúng ta sẽ hút bằng cái pipette chính xác 20 lít. Thì trên cái cây pipette chính xác mà để hút etin acetat đã được dán nhãn, nếu các bạn lấy đúng cái cây pipette này ha, cây pipette này nó khô, các bạn không có cần tráng rửa gì hết. Rồi các bạn hút 20 lít ha, rồi cho qua bình nón A. Rồi bạn lưu ý là cái cây pipette chính xác nên chúng ta sẽ lấy cái giọt cuối cùng một cách chạm vào cái thành ha, chạm cái đầu pipette vào cái thành bình. Rồi đó bấm cái đồng hồ, và lúc này ha, đây là thời gian bắt đầu tính cho cái phản ứng xảy ra. Thì chúng ta sẽ lấy một cây pipette 20 lít khác và hút hỗn hợp trong bình A ha, chúng ta làm liên tục ha. Hút hỗn hợp trong bình A ra và cho vào một bình nón nón B. Rồi chúng ta cho vào một bình nón nón B. Thì lúc này cái bình B của bạn là đảm bảo nó đã lạnh rồi ha. Rồi cho vào. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi định lượng cái hỗn hợp. Ha, chúng ta đi định lượng cái hỗn hợp này thì cái này chúng ta sẽ đi định lượng liền luôn ha. Hút qua xong chúng ta chuyển qua bên này, chúng ta định lượng, và chúng ta định lượng với cái cây burette chứa NaOH đã chuẩn bị lúc nãy. Chúng ta định lượng đến khi bình B, cái hỗn hợp bình B mình nó có màu hồng nhạt đều cái bình, và cái màu hồng này các bạn lưu ý nó có một đặc điểm là nó không có bền vững ha. Nó chỉ bền khoảng 15 đến 20 giây sau đó nó mất màu là đạt. Rồi chúng ta sẽ định lượng. Rồi cái màu hồng nhạt ha. Và cái màu hồng này nó sẽ không có bền vững theo thời gian, các bạn để khoảng 10 đến 15 giây thì nó sẽ mất màu là đạt. Rồi chúng ta sẽ khóa burette lại và đọc cái kết quả định lượng của ta tại cái thời điểm N0. Rồi lưu ý thì cái cây burette này thì chúng ta phải biết cách đọc ha. Rồi cái burette đó, sau khoảng 15 đến 20 giây là nó sẽ mất màu là đạt. Rồi còn nếu các bạn định lượng ra cái màu hồng nó rất là đậm và nó bền vững luôn thì chúng ta đã bị dư. Rồi sau khi đọc kết quả chúng ta ghi nhận lại. Thì tiếp tục tới khi mà cái đồng hồ nó chỉ đến phút số 10, nghĩa là chúng ta sẽ làm cái thời điểm tiếp theo. Thì chúng ta sẽ tiến hành
dùng cái cây bi bếp để hút cái hỗn hợp trong bình A lúc nãy. Chúng ta hút cái hỗn hợp trong bình A tại thời điểm 10 phút. Lúc này chúng ta không có cho etin acetat nữa. Rồi chúng ta chỉ hút hỗn hợp trong bình A. Thì lưu ý chỗ này, khi mà chúng ta hút thì chúng ta phải lắc đều cái bình A và cái cây bi bếp hút đó, các bạn phải thổi cho nó khô, dùng cái ống bóp cao su thổi cho nó khô. Rồi hút hỗn hợp trong bình A chúng ta cho qua một cái bình B. Và chúng ta sẽ tiến hành định lượng tương tự như tại cái thời điểm N0 và chúng ta ghi nhận kết quả. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ khảo sát ở các thời điểm 10 phút, 20 phút, 30 phút. Vậy thì tới cái thời điểm 20 phút thì chúng ta cũng sẽ tiến hành tương tự. Thời điểm 30 phút chúng ta cũng sẽ tiến hành tương tự để ghi nhận các giá trị N0, N10, N20, N30 để chúng ta tính toán. Rồi xin chào và cảm ơn các bạn.